Sao rồi Vĩ Dạ, cô xong chưa? Nói nghe nè, bữa nay là cố gắng thuyết trình xuất sắc nha. Không ổn rồi sếp ơi. Đau bụng hả? Ôi da. Trời ơi, giờ làm sao bây giờ? Em đi. Ở đi đi. Nhưng mà sao đau bụng vậy? Sao đi được? Nhưng mà em đi một mình thôi, cái này sếp đi theo không được đâu. Là sao? Em đi, em đau bụng quá. Em đi nha sếp. Ừ đúng rồi, cái này tôi không đi theo được đâu. Kiểu này làm sao kịp? Trời ơi, bữa nay gặp khách hàng quan trọng nữa mà gì làm sao bây giờ? Ủa sếp? Cái gì? Em nhớ không lầm là hình như là bữa nay sếp có hẹn với khách hàng. Sao giờ còn ngồi đấy? Trời đất ơi cô Vĩ Dạ, bữa nay cô thuyết trình bị đau bụng đi vô toilet à? Ây chà, cái vụ này căng à. Không cần phải chờ Lâm Vĩ Dạ đâu. Sao vậy? Em đi với sếp. Trời ơi được không? Chuyện làm ăn quan trọng cổ không dở cái với tôi được đâu. Sếp ơi. Cái gì? Với cái sự nghe ngóng tinh tế của em rồi xử lý logic, em có thể làm được hết tất cả những yêu cầu mà khách hàng người ta đưa ra. Được phải không? Dạ được chứ. Mày đặt anh hùng cứu mỹ nhân giờ ăn nguyên một cái đơn xin nghỉ việc giờ không dám ký luôn à. Cái này là đơn xin nghỉ việc chứ đâu phải là đơn đuổi việc đâu mà anh lo. Cái này là mình chủ động, mình có giá mà. Giá cái gì mà giá? Sao đâu, em đã nói chuyện với sếp rồi. Gì hả? Dạ. Sếp nói sao? Sếp nói là anh nghỉ đi, sếp mướn người khác. Dạ anh nghỉ đi, sếp mướn người khác. Dạ. Đi. Nói sếp sẽ suy nghĩ lại. Đỡ lo một phần rồi. Nhưng mà em mới là người lo nè. Ủa sao vậy? Tại vì em phải thường xuyên là đi họp với sếp. Mà anh biết không, mỗi lần mà em lo lắng, em stress căng thẳng là tự nhiên cái bụng nó đau, mà nó đau quằn quại. Phải đi ra ngoài đi giải quyết liền. Vậy là em đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói là em bị hội chứng ruột kích thích. Đó, là mỗi lần lo âu, căng thẳng, nói chung là bị stress là cái bụng nó đau quặn lên. Nhưng mà anh biết không, để mà mình kiểm soát được những cái lo lắng, những cái stress như vậy mà trong cái môi trường làm việc của anh em mình thì rất là khó. Mà không phải là mà áp lực công việc thôi đâu nha. Những người uống rượu bia giống như anh hai của anh nè, ông nhậu liên tục, rồi hút thuốc lá nữa, ổng cũng bị hội chứng ruột kích thích đó. Vậy mình đâu có biết được là những cái đối tượng nào dễ mắc cái bệnh hội chứng ruột kích thích ha. Và cái cách điều trị như thế nào cho hiệu quả đây ta? Mình không biết, nhờ bác sĩ tư vấn cho mình. Ờ ha.